Xin chào các bác nhé. Em mới về được một cái con chim cánh cụt pha cà phê của Nestle. Đấy, một cái dòng máy pha cà phê khá là hay luôn. Còn rất là mới các bác nhé, gần như là mới luôn. Bình nước. Bác nào mà hay uống cà phê thì mình sắm một cái máy pha cà phê này. Đấy. Bật nguồn này, điện chạy 100V các bác nhé, hàng của Nhật đấy. Em sẽ chạy thử cho các bác xem. Ở đây thì cơ cấu của nó thì đơn giản thôi. Đây nó có một cái hộp này. Khi các bác pha thì các bác cho cà phê vào đây nhé. Cho cà phê trong này. À. Mở nắp này. Đó. Bác cho cà phê vào đây. Đây trong này nó có một cái lưới. Cầm một tay điện thoại, một tay thao tác thì nó hơi khó. Đây, đây các bác đổ cà phê vào đây nhé. Đấy, cái này là cái khay nén cà phê, các bác đổ đầy cái này vào xem. Đấy, đấy lắp lại, đút vào đây. Đút vào đây thì nó sẽ có cái rãnh của nó nhé, có nhé. Rãnh nó làm sao mà khi các bác đút vào lỗ này này, ăn vào đúng cái kim phun ở đây. Đây nó có kim phun nhé, kim phun hơi nóng đấy. Đấy, cảnh báo không được sờ tay vào chất bỏng nhé. Đấy, các bác đặt nó vào. Đặt nó vào đây. Đấy, dạ. Đóng sập nó xuống. Thì các bác bấm bên này nóng này, bên này lạnh. Đấy, con thấy nước nó sẽ ra đây. Dạ, nước nóng luôn nhé. Đấy, bật phát nóng ngay. Dạ. Đấy, dạ, cái khay này nó đầy mà rồi. Đấy. Bây giờ em sẽ lấy cái cốc. Đây. Đây, chờ. Mình đặt cái cốc nước lấy cà phê ra. Đây. Đây là vì là của mình là chưa có ấy các bác nhá, chưa có pha cà phê ở trong cho nên là nó chảy to ra nhá. Đấy, có bên là bên lạnh. Yeah. Rất đơn giản thôi. Nước nóng luôn, sôi luôn đấy. Chiếc này bán là 900.000 nhé. Đấy, các bác nào có nhu cầu máy pha cà phê các bác alo cho em. 900.000, điện 100 các bác nhé. Còn rất là mới luôn. À, chào các bác. Gần như là mới tinh.